Nào nào nào, phối hợp nào, thư giãn đi, để tôi nói. Quẩy lên nào. Hát lên một bản tình ca của thế hệ 7X. Mấy anh em, nào nào. Hôm nay là party chia tay FA của lớp trưởng. Mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng cho đôi họ nào. Mau lên. Cảm ơn, nào nào. Cảm ơn mọi người, nào nào. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là phải chốt say lớp trưởng. Không được, cậu dám, không được. Đằng nào cũng có người chăm sóc rồi mà, đúng không? Uống ít thôi. Mọi người uống ít thôi, nào nào nào. Cảm ơn mọi người. Mau chọn bài đi, hát cho đôi họ nghe. Mau lên, mau lên, mau lên. Mít đâu, mít đâu. Mít mít, nào 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 nào. Hát nào, nào nào. Ánh mắt thấu hiểu. Con tim giống như cây kim nơi đáy biển, không cách nào đoán biết được. Em không ăn uống được gì, khiến anh hơi phiền lòng, nhưng cũng rất có sức hút. Đổi bài khác nha. Chỉ đành dương mắt nhìn Tuyết Nham ra đi. Cậu rất nhiều người hạnh phúc trên thế giới này, tại sao chỉ có mình anh vì tình yêu mà phải tự mình phấn đấu? Chuyện gì vậy Phương Chí Diễn? Lại đang nhớ Tuyết Nham sao? Phương Chí Diễn, cậu sao vậy? Cậu như này sao theo đuổi được Tuyết Nham? Cậu phải vui lên chứ. Tôi sẽ theo đuổi được Tuyết Nham. Cậu sao? Không có hy vọng đâu, tôi không tin. Mấy anh em đều ở đây. Tôi xin thề, tôi nhất định sẽ theo đuổi được Tuyết Nham. Đã được chưa? Tôi không tin. Nếu không theo đuổi được thì sao? Không theo đuổi được thì sao? Nếu không theo đuổi được thì tôi sẽ cạo trọc đầu. Đã được chưa? Được, 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 được đó. Nào, 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 nào. Phải hát chứ. Uống đi, uống đi. Uống đi đã. Uống đi, uống đi. Vậy chúng ta hãy chúc bạn Phương Chí Diễn sớm thoát FA, sớm được nữ thần đời mình được không? Được, được, được. Cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn. Nào, nào. Chúc Phương Chí Diễn sớm ngày cạo trọc đầu. Thật quá đáng. Hát tiếp đi. Tiếp tục, tiếp tục. Hát tiếp đi. Tôi đi bật nhạc đây. Thật quá đáng. Tiết Nhàm nói sẽ không đến. Hay để em gọi điện thoại cho Bùi Bùi. Để anh đi cùng em. Không cần đâu. Em đi gọi điện thoại thôi. Anh ở đây đợi em nha. Em gọi xong thì quay lại luôn nha. Nào nào, quậy tiếp nào. 1, 2, 3, 4. Alo, Bùi Bùi, cậu xong việc chưa? Mình không đi đâu. Mình còn bận việc. Cậu đừng mà. Các anh em của Tô Bích Huy đều ở đây. Sao lại dám mặt cậu được? Vậy thôi được. Vậy được, chúng mình đợi cậu nha. Cậu mau tới đó. Mình biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Jason. Cảm ơn. Jason, bắt đầu được chưa? Được, tâm nghe đây. Cảm ơn. Bùi Bùi, mau lên. Đợi cậu lâu lắm rồi đó. Mau lên. Mau lên, cậu ngồi đây. Mình hát bài này đã. Anh muốn ôm em cho đến khi cảm nhận được nếp nhăn của em. Uống gì không? Uống nước đi. Cho đến khi chắc chắn anh là thật. Rất tốt. Xong việc rồi. Được. Xong rồi sao, Jason? Tôi đưa anh về nhà nha. Tôi còn có chút việc. Tôi đi trước đây. Cậu ở lại, mời mọi người đi ăn đêm. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn. Tạm biệt.
Bữa ăn hôm nay là do Tây San chiêu đãi, mọi người cứ gọi thoải mái nha. Tôi xin thề, tôi nhất định sẽ theo đuổi được Tiết Nham. Nếu không theo đuổi được, tôi sẽ cạo trọc đầu. Tôi rồi. Không thể cạo trọc đầu được. Không thể cạo trọc. Rượu làm hại người rồi. Tiết Nham, dù cậu có là quỷ già xoa, tôi cũng phải theo đuổi cậu bằng được. Đến rồi sao? Đáng yêu quá. Mau vào đi. Anh Tê Sơn, anh phát hiện thấy nó ở đâu? Vô tình thấy nó lúc đi tản bộ buổi sáng. Nó đáng yêu thật đó. Anh định nuôi nó sao? Tôi không muốn để nó cứ đi lang thang như vậy. Nó còn nhỏ quá, đúng không? Vậy tôi có thể thường xuyên đến thăm nó không? Tất nhiên rồi, rất chào đón cô. Nó tên là gì? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hoặc chúng ta có thể gọi nó là Tiểu Qua, hay là Tiểu Mỹ, kiểu như vậy. Cái gì vậy? Đâu thể đặt tên tùy tiện thế được. Cô ca, thế nào? Cô thích cái tên đó không? Cô ca. Vậy thì gọi là cô ca đi. Cô ca, tôi là Bùi Nhậm Chi, là đàn em của anh chủ mày đó. Cô ca nè, phải nhớ mặt chị ấy đó. Nó vẫn chưa có chuồng đúng không? Tôi cũng đang định làm cho nó một cái chuồng nhỏ. Anh Chai San, chuyện này có thể giao cho tôi làm được không? Tất nhiên là được rồi. Vậy ban công này về sau trở lại nhà của nó. Đúng, chọn chỗ này đi. Cô ca, Tiết Nham, cậu chăm chỉ vậy, không thấy mệt sao? Không mệt. Người khiến tôi thấy mệt là cậu đó. Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố gắng quá. Bản thân con người luôn có tính nì. Chúng ta vào đại học băng qua rồi, tức là sẽ phải đấu tranh với tính ì đó, đúng không? Tiết Nham, cậu biết không? Tôi đang bị bệnh đó. Không thiết tha chuyện ăn uống, cậu phải đền bù gấp đôi tổn thất cho tôi, cả về tâm và sinh lý. Vậy hôm qua cậu có đi hát karaoke không vậy? Tôi chỉ đi theo để mượn rượu giải sầu thôi. Tôi sắp mắc bệnh trầm cảm đến nơi rồi. Không được ở một mình đâu. Vậy thì khổ cho cậu quá. Thật là nan giải. Nhưng mà nếu cậu nhận lời làm bạn gái của tôi thì bệnh của tôi sẽ khỏi luôn. Vô duyên. Mặc kệ cậu. Tiết Nham, đo xong rồi. Anh nghĩ chúng ta nên xây cho nó một ngôi nhà như thế nào? Cái đó nghe theo cô đi. Vậy chúng ta đến cửa hàng Miniso xem đi. Được, chúng ta đi thôi. Cô ca, ở yên đó nha. Nào, ngoan.
Tiết Nham, câu này giải như thế nào? Để tôi giải cho cậu nha. Thế nào? Nhạt nhẽo. I love you. Nhạt nhẽo lắm sao? Xem đi, là chỗ này. Đây là cửa hàng cô hay đến sao? Ở đây cái gì cũng có. Thôi được, được, đi thôi. Đi. Xin chào quý khách. Tôi biết ngay mà, cậu không trả lời tin WeChat của tôi thì chắc chắn là đang ở đây rồi. Tôi biết ngay, cậu mà bị Tiết Nham bắt nạt kiểu gì cũng sẽ đến tìm tôi. Ai bảo hai chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ, thân nhau đến vậy cơ mà, phải không? Cậu rảnh lắm sao? Lần này cậu bị Tiết Nham cho ăn bao nhiêu đòn? Tôi vẫn tự nguyện ngày nào cũng được ăn 2-3 trận đòn mà. Thật đó. Cậu nên từ bỏ thì hơn. Người khác nói vậy đã đành. Chúng ta quen nhau gần ấy năm, cậu có thời gian mà ở đây khóc lóc u sầu, sao không giúp tôi thiết kế nhà đi? Làm phiền cậu rồi. Tôi đi tìm Tiết Nham đây. Nếu nói kiến trúc là tác phẩm nổi tiếng mà những kiến trúc sư để lại cho đời, tôi vốn tưởng rằng Tiết Nham có tâm lý chịu ngược. Kết cấu âm dương, không ngờ là một kết cấu trong kiến trúc. Ngược bị ngược lại là tôi. Cậu đó, kiến trúc sư sẽ luôn. Tôi làm sao? Hai bạn ngồi phía sau. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi? Em... Vừa nãy thầy đã giảng đến. Giảng đến. Ngồi xuống đi. Tiêu rồi. Cô ấy mới lườm tôi một cái. Xin chào Jason, Manny. Sao cô lại đến đây? Bố tôi cho tôi một tấm thiệp mời đến dự show ra mắt của thương hiệu Xi. Cậu có đi không? Mấy tối nay tôi đều phải đi chụp hình tạp chí. Hay để tôi đi cùng cậu nha. Tôi cũng chưa được đến mấy studio chụp ảnh bao giờ. Người quản lý của tôi sẽ đến đón tôi. Chú chó này đáng yêu quá. Cậu đem nó từ nước ngoài về sao? Tôi nhặt được nó trên đường đi dạo về. Đáng yêu quá. Tôi phải chuẩn bị thay quần áo. Có cần tôi gọi xe giúp cô không? Tôi lái xe đến. Vậy tôi về đây. Tạm biệt. Tạm biệt.
Mấy anh em đều ở đây sao? Khách thiếm đây mà. Hôm qua tôi mới đến đây mà. Tóm lại không có nhiều cơ hội để gặp được cậu ở đây. Hôm nay tôi đem theo nhiệm vụ tới đây. Cậu thì có nhiệm vụ gì được? Chí Diễn, thời hạn một tháng cũng sắp đến rồi đó. Cậu đếm từng ngày để sống hay sao? Chị thích nhắc đến mấy chuyện người ta không muốn nhắc đến. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Xem gì mà chăm chú vậy? Trong mắt cậu, Tiết Nham không còn là con gái nữa sao? Không phải. Tôi rất thắc mắc. Mấy chiêu độc trước đây tôi thường dùng để tán gái, sao đối với Tiết Nham lại không hề có tác dụng gì? Trừ khi gì chứ? Trừ khi cô ấy không phải con gái. Người ta không thích cậu, cậu lại nói người ta không phải là con gái. Cậu thật ác độc. Mấy người các cậu, đừng ở đây mà nói bóng gió tôi. Mới có mấy ngày thôi, làm gì đã chắc chắn được? Tương lai rất tươi sáng đó. Chỉ là tạm thời đang đèn đỏ thôi. Người anh em, đèn đỏ của cậu dừng hơi lâu đó. Đâu chỉ có lâu. Hơn nữa bên cạnh cột đèn đỏ còn ghi phía trước đang thi công công trình, vui lòng đi đường khác. Có người lại cứ nhất quyết không chịu nhìn. Tôi có một ý tưởng. Cậu xem, có những cô gái là do bị lừa, nhưng Tiết Nham thì không được. Chắc chắn cô ấy mất hội chứng Stockholm. Ông anh à, anh không bị thần kinh đấy chứ? Không sai được đâu, chắc chắn là vậy rồi. Tôi thấy cậu bị điên rồi. Các anh em, tôi biến đây. Đèn xanh của tôi sắp sáng rồi đó. Bị điên rồi hay sao vậy? Anh Chê Sanh, đến rồi sao? Đây là nhà mới cô mới xây cho cô ca đó sao? Nào, mau vào đi. Tiết Nham, Tiết Nham. Tiết Nham. Cậu đang làm gì vậy? Tiết Nham, cậu làm gì vậy? Cô ca, lại đây, làm xong rồi. Cô ca, vào đi. Cô ca, mày có thích không? Căn nhà này được đó. Nguyên liệu xanh để bảo vệ môi trường. Tôi chỉ muốn dành cho cô ca một không gian độc lập thôi. Tôi phát hiện cô rất có ý tưởng trong việc thiết kế nhà cho cô ca. Sau này theo nghề làm nhà cho thú cưng cũng là lựa chọn rất hay. Cảm ơn anh đã dạy ra cho tôi một con đường mới. Cô ca, tao lấy nước cho mày nha. Cô ca, uống nước đi. Cô ca, đây. Tiết Nham, Tiết Nham, cái này là cậu vẽ sao? Đúng vậy. Cũng hay ho đó. Trả cho cậu nè. Cảm ơn vì đã khen.
Sao cậu lại ở ký túc? Tôi hỏi sao cậu lại ở trong ký túc? Ngày mai tôi có tiết, tôi không ở ký túc thì ở đâu? Bình thường cứ giờ này, chẳng phải cậu đang đợi Tiết Nham ăn tối đó sao? Tôi thay đổi sách lược rồi. Tôi phát hiện ra, theo đuổi Tiết Nham thì phải lạt miệng buộc chặt, cậu phải ngược đãi cô ấy vài lần thì cô ấy mới bó tay chịu trói. Chúc cậu may mắn. Các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bài tập triển khai mô hình đầu tiên. Mọi người không những phải hoàn thành thiết kế xây dựng mô hình mà còn phải thể hiện mô hình đó ra. Mọi người chuẩn bị đi nha. Lớp trưởng, nhớ thống kê lại mã số thông tin của tác phẩm. Dạ thưa thầy. Tiết học của chúng ta hôm nay dừng tại đây. Chào các em, cảm ơn thầy. Tạm biệt thầy. Tạm biệt thầy. Bảo mình vẽ tranh còn được, chứ bắt mình làm mô hình đúng là lấy mạng mình mà. Cậu có thể vẽ tranh trước, tôi có thể xây dựng mô hình giúp cậu được. Thôi khỏi, cậu quên lần trước thi tuyển làm thiết kế thực tập, cậu đã cố gắng đến mức nào mà vẫn không được chọn, còn đòi giúp tôi nữa. Cũng chỉ là không được đến thực tập ở công ty của giáo sư Diệp thôi mà. Sau này tốt nghiệp rồi, cậu sẽ còn nhiều công việc khác. Cho dù cậu không tìm được công việc, tôi cũng sẽ cứu tế cho cậu được. Cậu không ăn nhiều, dễ nuôi thôi. Đi ăn cơm đi. Nhưng tôi muốn ăn có thịt. Cậu xem cậu cười rồi kìa. Cười được là không sao rồi. Bộ dạng thù hận đó không giống với cậu đâu. Làm gì có thù hận nào. Chỉ làm tôi cảm thấy công ty của giáo sư Diệp thiếu vắng tôi quả là một điều đáng tiếc. Cậu thôi đi. Đi ăn cơm đi. Em đến căng tin đợi anh trước đi. Anh còn có chút việc phải đến chỗ thầy Diệp. Mấy phút thôi. Vậy để em lấy cơm cho anh trước vậy. Anh mau lên nha. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Mời vào. Giáo sư Diệp. Bạn Tô Bính Quy tìm tôi có việc gì? Em đến vì chuyện của Bùi Nhậm Chi. Trong buổi đánh giá lần trước, Bùi Nhậm Chi phát huy chưa tốt nên đã để mất cơ hội đến thực tập ở công ty của thầy. Tôi còn nhớ quan điểm thiết kế của Bùi Nhậm Chi và Lý Mani rất giống nhau. Tôi rất thích, cho nên tôi mới chọn một trong hai người họ. Nhưng để so sánh giữa Lý Mani và Bùi Nhậm Chi, em ấy có nền tảng thiết kế vững vàng hơn, toàn diện hơn, điểm số cũng cao hơn, nên tôi mới chọn em ấy. Giáo sư, vừa nãy thầy cũng đã nói thầy rất thích quan điểm thiết kế của bạn ấy. Về chuyện sao chép, em tin thầy cho bạn ấy xếp hạng 7, chứng tỏ rằng thầy tin bạn ấy không thể sao chép, có đúng không? Cho nên giáo sư Diệp, em muốn xin thầy có thể cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa không? Bính Quy nè, nhân sự đã lựa chọn xong rồi, em về đi. Giáo sư, thầy không thể cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa sao? Bính Quy nè, em về đi. Chào giáo sư. Chào em. Tiểu Bùi. Chào anh. Lớp trưởng, sao cậu lại đến đây? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có thể ra ngoài một lát không? Có chuyện gì mà khiến đích thân lớp trưởng đến tìm tôi? Tiểu Bùi, là thế này. Vừa nãy tôi đã đến gặp giáo sư Diệp, xem thầy ấy có thể cho cậu thêm cơ hội nữa không.
Tuy thầy chưa đồng ý, nhưng thầy ấy đánh giá cậu rất cao. Cảm ơn lớp trưởng đã giúp tôi có được cơ hội này. Là do vấn đề năng lực của tôi. Tiểu Bùi, cậu đừng nản lòng. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa. Sau này nhất định vẫn còn cơ hội. Tạm biệt, tạm biệt. Không ngon sao? Không, không phải. Tôi đang giảm béo. Hôm nay cậu ấy đến thư viện tìm cô có việc gì? Sao chứ? Tôi bính quy đó. Cậu ấy đến nói cho tôi biết kết quả lựa chọn cuối cùng của giáo sư. Kết quả gì chứ? Tôi bị loại chắc rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Vì quan điểm thiết kế của tôi giống hệt của Lý Man đi. Giáo sư Diệp chỉ được chọn một người đến thực tập chỗ công ty thầy ấy. Cuối cùng thầy ấy đã chọn Lý Man đi. Nếu không phải trùng quan điểm, người sẽ đến thực tập ở chỗ giáo sư chắc chắn sẽ là cô sao? Lý Mani vẫn luôn xuất sắc hơn tôi. Tù Bính Quy đi xin giúp tôi, kết quả tự cậu ấy lại bị phê bình. Con người cậu ấy rất là nhiệt tình. Đúng vậy, cậu ấy là một nam sinh rất có trách nhiệm. Nếu không sao mọi người lại chọn cậu ấy làm lớp trưởng. Tuy là lần này cũng có chút tiếc nuối, nhưng tôi sẽ không thay đổi ước mơ trở thành kiến trúc sư đâu. Nhậm Chi, cô đã gieo mầm ước mơ rồi thì hãy cố gắng hết sức thực hiện nó. Anh nói nghe thật hay.